Chào cả lớp, mọi người có nghe rõ thầy nói không? Dạ có. Sorry, hôm nay tự nhiên lại quên mất. Biết là điện thoại nhắn rồi mà cứ việc nọ việc kia thế là nó nhỡ mất. Có long báo đi. Thế thì buổi trước ấy thì là mọi người camera hôm nay thầy không được tốt lắm, thầy tạm thời thầy cứ tắt đi vậy. Thế thì buổi lần trước ấy thì là chúng ta đã chủ yếu là cái nội dung chính là thử trải nghiệm cái đề thi trắc nghiệm cho cái môn cơ học đất, hình thức thi là online đó. Thì thầy cũng đã chỉnh sau, trước thì có nhận được email của bạn Lê Lan, thì do đó thầy có chỉnh lại được cái thời gian để cho mọi người vào thử lại ấy. Đó thì mọi người thì có ai có cái vấn đề gì, về cái thắc mắc gì về cái hình thức thi trước ấy, còn nội dung thì chúng ta sẽ nói sau. Thì có vấn đề thắc mắc gì không? Thì cái đấy chỉ là cái trải nghiệm và thử nghiệm, thì bộ môn đang kiểm soát lại. Thì hiện tại bây giờ thì chưa 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 thấy có vấn đề gì cả. Đã nhiều lớp đã thử nghiệm rồi. Thì không biết lớp mình là vấn đề gì không đã. Em thưa thầy là cái là một câu rồi mà không quay lại được nhá, thì Đúng đấy là rồi, cái đấy thì là cái quy định chung rồi của CMS rồi. okay. Tại vì em thấy cái đấy nó hơi bất cập. Biết là bất cập nhưng mà chính vì vậy mà bộ môn đã cho hiển thị là ba câu liền một lúc rồi. Đó. Đáng lẽ là thi thật thì chúng ta sẽ được dở lại, chúng ta sẽ dễ làm trước khó làm sau chẳng hạn. Thế nhưng mà với thi CMS này thì cái đấy là cái hạn chế, thì bộ môn cũng đã biết và cái này thì cũng đã là quyết định là hiển thị là ba câu một lần hiển thị. Nhưng mà ba câu thật ra cũng hơi ít thế ạ. Tại Đúng vì rồi, ví thì dụ hiển thị mình có thể đặt được là 3 câu, 5 câu, 7 câu. Đó, thế nhưng mà tại sao bộ môn lại không cho hiển thị tất cả lên chẳng hạn? Thì nó có cái lý do của nó. Là khi thi online ấy, thì là thông qua CMS thì như các em biết ấy, thì cái vấn đề bảo mật là khó kiểm soát lắm. Thì nếu mà cho tất cả hiển thị nhiều câu hỏi lên ấy, thì lúc đấy là khả năng là một số sinh viên ấy, là sẽ nhờ các bạn khác làm chẳng hạn, thì khó kiểm soát hơn. Thế nên là có một cái cách thể hiện nào đấy mà nó dung hòa cả hai bên, không quá ít mà cũng không quá nhiều. Thì bộ môn đã lựa chọn là ba câu hỏi hiển thị một lần. Rồi, thế thì cái đầu tiên thì là chúng ta sẽ có cái hiển thị là ba câu hỏi, thì cái này thầy cũng sẽ xác nhận lại với cả bộ môn một lần thì có ít quá không, do là không back lại, để không được back lại chỉ có next thôi đúng không, không có back lại. Thế thì chúng ta còn ý kiến gì? Thứ nhất là về nội tiêu đề là về cái đề thi trắc nghiệm hình thức là online, tức là trực tuyến đấy. Đó, đấy là cái ý thứ nhất. Thì vấn đề mọi người ví dụ như là có một cái điều kiện nữa, đây này thầy sẽ bỏ ra này. Điều kiện thứ nhất là điều kiện nữa là gì? Là máy. Đây để thầy chiếu luôn cái bản mà bộ môn đã thống nhất rồi. Nhầm mất.
Đây là các em nhìn xem hình vẽ đây. Thì tới đây này, thi ấy là yêu cầu bộ môn cũng như là nhà trường là yêu cầu là phải có hai camera, một camera là trước mặt, một camera là bên cạnh. Đấy, điều này là phải bắt buộc. Nên nếu mà sinh viên nào không đảm bảo hai điều kiện như này thì sẽ không đảm bảo điều kiện thi trực tuyến và chúng ta sẽ được chuyển sang cái hình thức thi khác và thường sẽ là hình thức thi vấn đáp. Đấy thì các bạn biết là thi vấn đáp thì là như thế nào rồi. Đó, thì đây là cái điều kiện cứng rồi. Thì các bạn cần phải thỏa mãn. Thì hôm nọ là các bạn làm thử nghiệm ấy thì chỉ có một cái camera trước mặt thôi. Thế nhưng mà tới đây ấy, là phải có cả camera bên cạnh nữa. Đấy thì các em có ý kiến gì về việc này không? Thấy nó thế nào hoặc là mình đã thỏa mãn chưa? Em thấy cái cam bên cạnh để đọc chép đề bài nó hơi vô lý thế ạ. À, cái này là cái môn nền móng. Tại vì môn này mình không phải chép. Cái này thầy chưa hoàn thiện lại, nhưng mà cái thầy vừa xóa đi. Đây này, cái này thì thầy xóa đi ngay này. Đây là môn nền móng thì các em cũng chuẩn bị thi, không biết là các em có thi đợt này hay không. Đó. Thì cái này là của cái môn nền móng. Môn này của mình là không 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 phải chép đề thi. Đó. Thì các bạn có ý kiến gì không? Đấy, đây là điều kiện bắt buộc rồi. Rồi đấy, có hai camera bên cạnh như vậy. Đây là vấn đề phục vụ cho việc bảo mật thôi. Để chống gian lận. Thì cái cụ thể cái này ấy, thì bộ môn sẽ tối ngày hôm nay bộ môn sẽ họp và sẽ chốt lại một cái bản cuối cùng. Thì đây chỉ là cái bản dự thảo thôi của bộ môn. Thì bản này sẽ được soạn trên căn cứ vào cái quyết định của nhà trường, hướng dẫn của nhà trường. Đấy, sau đó sẽ có những cái làm cụ thể hóa cho nó phù hợp với cả môn cơ học đất cũng như là phù hợp với cả môn nền móng. Đấy thì tối nay thì bộ môn sẽ họp và sẽ chốt lại cái hướng dẫn thi online này, và sau khi chốt được rồi thì thầy sẽ gửi cho cả lớp để cả lớp sẽ chuẩn bị. Đó. Thì tất cả những cái điều kiện thế thì sau khi mà chốt lại được rồi ấy, thì thầy sẽ gửi thông cho cả lớp để tất cả sinh viên đều nắm được. Thế ở trong này ấy, để thầy xem lại Thầy vào xem CMS. lại. Có một vài các cái điều kiện chúng ta. Đây, quy trình online của nhà trường này. Sinh viên là đúng giờ này. Đây là sinh viên mà truy cập từ hai thiết bị trở lên ấy thì hệ thống sẽ báo lỗi. Tức là chúng ta không làm được bài và cũng không nộp được bài. Đấy thì trong trường hợp như này là không được thi lại bằng vấn đáp đâu mà chúng ta sẽ nhận điểm không. Tại sẽ báo lại hết mà, cái hệ thống sẽ báo lại. Thì mỗi sinh viên chỉ được làm bài một lần duy nhất.
Tức là gì? Cái này thì mình sẽ phải hiểu là cái như chúng ta vừa thảo luận á. Thế thì ở chỗ này là cái mỗi sinh viên chỉ được làm bài thi một lần đấy, thì tức là như chúng ta vừa nói là chúng ta chỉ được next mà chúng ta không được back lại, thì nó nghĩa là như vậy à. Đấy, nó bên dưới này là giải thích như cụ thể hơn một chút là không được quay lại câu trả lời trước. Thì cái chỗ 30 phút để trả lời hay 15 câu hỏi này thì đây là chỉ dành cho cái phần trải nghiệm thôi, chứ còn đi thi thực á thì cơ cấu đề thi nó sẽ như sau này. Đây này, với cái môn thi online này thì chúng ta sẽ có là thời gian làm bài là 60 phút môn cơ đất. Đấy, tổng số cái câu hỏi ấy thì là 25 câu hỏi. Đó, thì nếu mà thi offline ấy, tức là thi trực tiếp tại phòng học á, thì người ta sẽ làm 30. Đó. Thì riêng môn cơ học đất này là như vậy. Thì thi online chúng ta làm 25 câu hỏi và trong thời gian là 1 tiếng. Đó, thì còn chỗ đoạn này 30 phút làm 15 câu hỏi này ấy, thì là để cho chúng ta trải nghiệm thôi. Thì một chút như thế thôi, thì sau khi bộ môn mà thống nhất được cái cách thi online này thì thầy sẽ gửi lại cái bản mà bộ môn đã thống nhất. Đấy thì cái về phần đề thi thì thầy sẽ gửi lại. Thì thầy nghĩ là chắc là các bạn cũng đã nắm được phần nhiều rồi. Quay lại là cái nội dung môn tập này. Thì cũng như là cái phần mà lần trước các bạn làm ấy, thì có câu hỏi nào khó không? Thì chúng ta sẽ, các cái thời gian còn lại chúng ta sẽ thảo luận. Thế thì cũng như là về cái nội dung môn tập nhé. Thì thầy cũng nói một chút là đợt thi này ấy, thì các số cái câu hỏi lý thuyết ấy, thi online đấy thì sẽ được giảm đi và cái phần bài tập sẽ được tăng lên. Thế tức là gì? Cái đề thi nó sẽ dễ hơn cái đề thi mà nếu chúng ta thi offline. Đó. Thường thì cái câu hỏi lý thuyết nó sẽ khó hơn là cái câu hỏi bài tập tính toán bằng những con số cụ thể. Thế thì ở đây có cái nội dung môn tập này, thì tất cả những cái nội dung mà các em làm trong bài tập lớn nó bằng các con số cụ thể ấy, thì là chúng ta sẽ thi vào. Ngoài ra ấy, nó sẽ có cái nửa cuối chương 6, tức là phần ổn định mái dốc là sẽ có bài tập, và chương 7 cũng là rất nhiều bài tập. Thế thì cụ thể thì các bài tập đó thì thầy cũng không có bảo các bạn làm ở đâu, tìm ở đâu, thì chỉ mong muốn là bây giờ để các em mà ôn thi cho nó hiệu quả ấy, cũng là nó tập trung hơn đấy, thì cũng mong muốn là các bạn là làm các cái ví dụ ở trong sách đấy. Thì cụ thể là những ví dụ nào thì thầy đã gửi thông qua trưởng Long ở trên, thông qua cái Zalo đây đây rồi. Đó, ví dụ nhá, đây muốn một này thì nó ở chương số 1 đúng không, 2.1 như này thì nó ở chương số 2. Đây là những cái ví dụ nó thì là mong muốn là tất cả các bạn là về nhà ôn tập mà để đạt được điểm cao môn thi cơ học đất ấy, thì là tất cả những cái ví dụ này này là trong đề thi nó có hết.
Đấy. Mà đề thi của chúng ta là hầu hết là chỉ có phần nhiều là bài tập. Đấy, lý thuyết là rất ít cho đợt thi online này. Thế nên là rất mong muốn là về các bạn để ý lại những cái bài tập này. Đến lúc mà đi thi một cái là ta biết ngay là cái bài tập này nó giống cái ví dụ chúng ta đã làm, nó chỉ thay số thôi. Lần là như thế là các bạn tìm được ngay rồi. Trong này thì thầy ghi thiếu, nó còn có cái ví dụ 2.10 ở đây nữa này. Cái 2.10 đi thi lúc nào cũng có. 2.10. Ví dụ 2.10 nhá. Thì sách đây rồi. Nó nằm ở chương số 2. Phần chặt. Đây, nó có ví dụ 2.10 này. Tức là cái đất của chúng ta là liên quan đến thí nghiệm đầm chặt đất. Thì nó sẽ có, chúng ta sẽ làm một cái ví dụ mà chúng ta sẽ đi xác định là cái độ ẩm của cái đất đấy là nên là ẩm bao nhiêu. Độ ẩm nên nó bằng bao nhiêu, tức là nó ẩm đến mức độ nào để cho cái việc là đầm chặt là đạt được cái hiệu quả cao nhất. Đấy. Thì người ta sẽ vẽ ra một cái đường cong này và chúng ta sẽ tìm được cái giá trị là gì? Dung trọng khô là lớn nhất. Đầm chặt càng hiệu quả thì tức là gì? Các cái hạt đất nó càng xích lại gần nhau thì khi đó thì cái trọng lượng riêng của nó thì sẽ tăng lên. Thế thì hiệu quả nhất thì tương ứng với cả gì? Là ít lỗ rỗng nhất. Tức là cái trọng lượng riêng của nó càng đặc chắc ấy, thì trọng lượng riêng nó sẽ tương ứng với cả giá trị là lớn nhất. Đấy thì cái ví dụ này, ví dụ 2.10 này ý là như thế. Thế thì ví dụ thì tức là luôn luôn có lời giải rồi. Thì mong muốn là về các bạn làm thêm hai ví dụ ngoài những ví dụ ghi ở đây thì có cái ví dụ 2.10. Thế mọi người có hỏi gì nữa không? Đấy Dạ là em nội thưa dung thầy môn tập. ạ, trong cái phần vừa nãy thầy mở thì có cái tài liệu tham khảo thì được phép dùng tài liệu chính thống ấy ạ. Thì ví dụ như là em có trong quá trình học thì em có ghi chép lại bài các thứ, thì em có để một cái file Word của em, ghi chép của em ở trên máy thì em có được mở cái đấy không ạ? Ghi ở trên máy thì hơi khó cho em đấy. Thì bộ môn ở đây là khuyến khích, là không phải khuyến khích mà quy định nhé. Quy định là gì? Dùng cái tài liệu thì cả môn nền móng thi online ấy, cả môn cơ đất thi online ấy, thì là đều được dùng tài liệu. Nhưng tài liệu ở đây ấy, là tài liệu phải in ra rồi. Nhưng mà dịch này Đó, có chứ còn phép tài liệu nhìn trên online máy này. tính là hình như là không không được phép. Đây này, đề thi trắc nghiệm này, điều Dạ kiện vâng này. ạ, nhưng mà học online này thì cũng hơi khó cho bọn em in tài liệu ấy ạ. Thì bây giờ hầu hết các địa phương đều mở rồi ấy, thì các bạn cố gắng đi in nó ra thì nhìn nó rõ hơn. Đây, trách nhiệm sinh viên chuẩn bị thi này, xem. Không hai thiết bị điện tử này, vật dụng cần thiết phục vụ bài kiểm tra này, thì có nói phần bên trên này, đợi một chút xem nào. Đề bài này, sinh viên được phép sử dụng tài liệu chính thống trong quá trình làm bài. Thì cái này ở cái này đấy, chính thống ở đây cụ thể chính thống là như thế nào thì thầy sẽ hỏi hỏi lại xem là cụ thể cái từ chính thống ở đây từ dùng có vẻ nó chưa chưa được, cần phải làm rõ thêm. Ừ.
Cái này là cái không phải đâu, cái thi trắc nghiệm vẫn phải dùng 2 cam. Cái này không đúng. Ừ. Ờ, cái này thầy sẽ memo lại ở đây và hỏi một môn. Máy, tức là máy tính ý, truy cập ở đây vào CMS thì cần cho sử dụng, cần có camera ấy. Còn cái này là tài liệu dùng trong quá trình thi. Chính thống hay là ok. Rồi. Ừ, các bạn còn có trao đổi gì nữa không? Thì việc tiếp theo thì thầy sẽ hỏi một chút về cái bài tập lớn này này. Chúng ta nhìn lại xem, tại nó nhiều nội dung cũng hay. Nó liên quan rất nhiều đến môn nền móng của các bạn đang học thì phải. Ừ. Thì các bạn ở trong cái phần buổi trước ấy, thì tự học ấy, thì nó còn gặp vấn đề gì không ấy? Rồi, thế thì chúng ta chuyển sang cái phần bài tập lớn nhé. Để hỏi một chút, để bài tập lớn thì nó liên quan nhiều môn nền móng và nó cũng có nhiều nội dung thú vị. Mọi người ở lớp mình thì là thầy đang đã học nền móng chưa nhỉ? Hay là đang học nhỉ? Rồi ạ. Vừa mới học xong. À, vừa học xong, đồ án cũng xong rồi đúng không? Đồ án tụi em làm xong chưa? Đang thông bản vẽ. À, thế là cô hay thầy nào dạy nhỉ? Thầy Đông ạ. À, à, thầy Đông dạy. Ok. Lần trước lớp mình ở đây thì design lớp. Rồi ok. Thế thì chúng ta cũng chẳng mấy khi là chúng ta có cái thời gian phụ đạo ôn tập nó nhiều như thế này. Thế thì hôm nay thì gọi là nhìn những cái nội dung, xem lại những cái gì mà chúng ta đã làm thôi. Thì ở đây là cái nhóm 1 là cái bài tập lớn đấy của môn cơ học đất ấy. Thì bây giờ chúng ta cùng nhìn lại thôi. Thì đây nhá, thì chúng ta thảo luận thôi. Bạn nào hôm nay cũng không có điểm danh gì cả. Chúng ta thảo luận thì những cái kiến thức này thì thầy nghĩ là nó sẽ liên quan nhiều với môn nền móng cũng như là liên quan nhiều đến thực tế. Thế thì ở đây cái câu hỏi đầu tiên nhá, để trao đổi thảo luận á. Thì đây các bạn hay viết bằng tiếng Anh thì không biết là môn nền móng các bạn có làm tiếng Anh không, sợ các bạn không hiểu ấy. Đây lớp mình làm tiếng Anh hết. Ok, nếu bằng tiếng Anh cũng được. Đây cái tải trọng thiết kế. Ở cái mức mặt đất, ở mức mặt đất đây thì người ta ký hiệu là 0.0. Thế thì cái tải trọng này thì người ta ghi là có cái lực dọc là N0 và cái moment này là M0. Nó thế thì câu hỏi đầu tiên được đặt ra ấy, là cái lực dọc và cái moment này ấy, là do cái gì nó gây ra, tức là lấy ở đâu ra tự nhiên, tại sao, nguồn gốc ở đâu mà chúng ta lại có cái lực dọc và moment tác dụng xuống móng ở cái mức mặt đất như thế này. Đấy, cái câu hỏi đầu tiên nó ở cái trang đầu tiên của bài tập lớn. Có bạn nào có thảo luận cho câu hỏi này không?
theo em thì nó là tải trọng công trình ở phía trên dồn xuống đó. Lại đến chút thầy có cái danh sách ở đây. Tải trọng công trình ở phía trên dồn xuống móng đúng không? Có bạn nào có ý kiến khác không? Đây câu hỏi liên quan đến N0M0 này. Thì mình nói bạn sẽ không thể nghe được, nên mình bắt buộc mình phải cắt cái video của tay nghe nhiều. Đó là cái đây. Thế ở đây nhá, cái câu hỏi này thì em vừa trả lời em tên là gì nhỉ? Là Chiến á. Chiến Chiến à? Số 9 á. Số 9, Xuân Chiến. Thì các bạn khác có ý kiến gì, khả năng các bạn cũng đang nghe. Thế thì N0M0 ở đây này. Thì đúng là như bạn Chiến nói là công trình bên trên chuyển xuống móng đúng không? Thì là chúng ta sẽ có cái lực này. Đó. Thế thì bạn trả lời là đúng rồi. Thế thì ở đây nhá, cái móng thì như các bạn học trong môn nền móng rồi, giả sử vẽ một cái công trình ở đấy thì đây là cái mức mặt đất. Đấy, cái nhà chúng ta đây. Giả sử cái rất nhiều tầng. Thế dưới này nó sẽ có cái móng. Đỡ, đúng không? Móng nó nằm ở dưới cột. Đó. Thế thì bây giờ trình tự mà tính toán á, đầu tiên nói đến cái việc xây dựng công trình đã, thì cái phần trên này có thể chúng ta gọi là phần thân. Đấy, phần dưới mặt đất này chúng ta có thể gọi một cách nôm na là cái phần móng. Đó, thì cái việc tiếp xúc giữa phần thân và phần móng này này, thì nó sẽ có một cái đoạn chuyển tiếp ở đây này. Đấy, đoạn chuyển tiếp này thì người ta gọi là có lúc có chuyển tiếp, có lúc không có, đúng không? Thì phần này thì người ta sẽ có những cái cấu tạo gì đấy và người ta sẽ có những cái thuật ngữ tương ứng. Nhưng về cơ bản đấy, những cái phần chính là chúng ta phải chia thành hai phần chính là phần thân và phần móng. Thế thì để mà xây dựng cái công trình này ấy, thì người ta sẽ phải làm phần móng trước, sau đó người ta mới đến làm phần thân bên trên, đúng không? Chứ không thể nào mà làm ngược lại được. Đấy, đấy là cái đầu tiên chúng ta biết về mặt xây dựng, tạo ra cái sản, tạo ra cái vật thật ở ngoài thực tế. Đó là làm móng trước, sau đó làm thân. Thì tuy nhiên cái điều ngược lại nó xảy ra đối với cả cái việc thiết kế, tính toán. Đó, thi công xây dựng ấy, thì làm móng trước đến thân. Thế tuy nhiên thì để tính toán thiết kế thì người ta lại tính toán phần thân này trước. Đấy, tính xong phần thân này rồi thì cái lực ở chân, cái mức mặt đất này nó thu được là bao nhiêu, thì lúc đấy người ta mới truyền xuống cái phần móng này để người ta tính móng. Đấy, thì cái dòng đầu tiên này này, để hiểu được cái dòng đầu tiên này thôi là chúng ta có cái hình này, chúng ta giải thích là như thế. Đấy thì các bạn cũng có cái vấn đề gì khó hiểu về cái việc mình giải thích cái dòng đầu tiên này chưa? Đấy, một số bạn đi vào hỏi đồ án nền móng chẳng hạn, tải trọng này ở đâu ra? Thì các bạn chỉ trả lời được mỗi câu là đề bài cho như thế thì em biết thế. Đề bài nó cho thì là như thế. Chứ còn nó ở đâu thì em không biết. Đó. Thì chúng ta phải hiểu là cái sự liên, có cái sự kết nối giữa cái phần thân bên trên và phần móng bên dưới. Thì đúng là cái số liệu này là đề bài cho rồi. Thế mà đề bài lấy ở đâu ra, nguồn gốc như thế nào? Thì là chúng ta cần có cái tư duy hệ thống. Đấy.
Hệ thống ở đây là trong một cái hệ thống giả sử chia ra thành hai phần thân và phần móng. Thì cái tư duy nó liên kết các bộ phận với nhau là như vậy. Rồi, thế thì cũng tiếp tục với cái chỗ này. Thì bây giờ người ta tính phần thân, người ta có tải trọng ở mức mặt đất rồi. Và người ta truyền xuống bên dưới để phục vụ cho chúng ta tính toán nền và chúng ta tính toán móng. Thế thì cụ thể là bây giờ cái N0 và cái M0 này nó liên quan gì đến cái tính toán sau này? Cụ thể là trong cái bài tập lớn của chúng ta ấy, nó sẽ tham gia vào cái việc tính toán kiểm tra cái gì? Đấy, giả sử đi thi người ta bảo là kiểm tra móng thì cần kiểm tra những điều kiện gì và có những cái gì, có những thông số đầu vào cần thiết là gì? Thì cái câu hỏi này thì hoàn toàn là chúng ta có thể là gì? Là xem xuống bên dưới như này. Là xem một cái N0, M0 thì mình phục vụ làm cái gì trong này. Thì những cái phần bên dưới này là chúng ta có hết rồi. Đây này, nó tham gia vào những cái gì? Nó... Thế ở đấy là cái phần thảo luận thứ nhất liên quan đến cái tải trọng cũng như là kết nối giữa phần thân và phần móng. Cái tiếp theo ở đây mình cũng muốn hỏi các bạn là muốn trao đổi thôi. Đây có một cái hình vẽ như này. Hình này nó thể hiện như này. Đây, cái này sẽ liên quan nhiều đến cơ học đất này. Cái N bằng 27 này đứng nghĩa là gì nhỉ? Các bạn có biết không? Có bạn nào biết không? Số nhát búa để đóng được 30 cm. À, số nhát búa đúng không? Để cái mũi khoan đấy nó xuyên vào đất là 30 cm, đúng không? Ok. Thế thì búa ở đây là cái thí nghiệm này thì em có biết nó là thí nghiệm gì không? Thí nghiệm SPT. À, hay tên tiếng Việt mình gọi là gì nhỉ? À, Hương Ly trả lời đó đúng không? À, thì đúng là thí nghiệm tiêu chuẩn. Chuẩn rồi. Thế thì cái búa này do là có cái từ tiêu chuẩn ở đây này. Thì cái búa này cũng phải là búa gì? Búa tiêu chuẩn. Đấy, tức là khối lượng của búa rồi chiều cao cái búa này nó rơi ấy. Đấy, chiều cao đóng đấy hay là chiều cao cái búa này nó rơi ấy, thì là nó cũng phải là gì? Tiêu chuẩn. Đó. Thế thì tiếp tục nhá. Thì bạn Ly trả lời là chuẩn rồi. Thế bây giờ ta lại đi sâu tiếp tục. N27 với cả N13 này. Thì nó nói ra được cái ý nghĩa gì? Nó nói nên được cái gì ở đây? N13 thì là có đất yếu hơn rồi. Kiểu thế đúng không? So sánh là 13 chia cho 27 chia 13 thì sấp xỉ bằng 2. Thế thì đầu tiên là chúng ta thấy được rằng là cái đất mà càng tốt ấy mà để đi được cùng quãng đường là 30 cm với một cái búa tiêu chuẩn giống nhau, chiều cao rơi giống nhau. Thế thì để mà đi được 30 cm thì ở cái lớp đất ở đây là lớp đất mang số hiệu 95 này, nó cần đến 2 búa. Với cái đất mà có số hiệu 42 này, nó cần đến 13 búa. Thế như vậy chỉ cần 13 búa là tôi đã đi được là gì? 30 cm.
thì đây là cần đến 27 búa thì mới đi được là 30 cm, thì chứng tỏ là nó nói ra, nó nói lên một cái điều là lớp đất ở bên trên này này có cái gì đó là nó sẽ tốt hơn cái lớp đất ở bên dưới đấy. Thế thì trong môn cơ học đất, cái N từ cái, đây là kết quả của cái thí nghiệm SPT đúng không? Thì từ kết quả này thì người ta suy ra hay người ta diễn dịch ra được những cái tính chất gì? Đấy, đi thi cơ học đất khả năng là người ta sẽ hỏi cái đó. Đấy, người ta đóng, người ta đếm được số búa này. Thì bây giờ từ cái kết quả này thì suy ra được những cái tính chất gì trong này? Ta suy ra được sức khoảng xuyên đầu mũi, tính ma sát và áp lực nước lỗ rỗng. Áp lực nước lỗ rỗng à? Đó, đi thi bây giờ người ta cho một cái lựa chọn là áp lực nước lỗ rỗng thì chúng ta có khoanh vào được không? Ừ, cái N này ấy, thì bây giờ chúng ta xem lại cái file ở đây thôi. Thì chúng ta mở nó nằm ở chương số 3. Đây thí nghiệm này, thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn. Đúng không? Viết tắt này. Thế thì nguyên lý thí nghiệm nói rồi. Thì bây giờ kết quả là người ta thu được những cái số búa theo chiều sâu như thế này. Thì từ kết quả bây giờ người ta suy diễn, hay người ta dùng cái từ là diễn, thì chúng ta thấy này, người ta diễn thế nào, tức là với đất cát, đối với đất cát này thì từ N chúng ta suy ra được những cái như này đấy, từ cái cột N này là người ta suy ra được cái cột khác đấy, thì trong những cái thứ này ấy, là không có cái nào mà suy ra được cái áp lực nước lỗ rỗng cả. Đây, người ta suy ra được cái trạng thái của đất. Đấy, suy ra được cái sức kháng nén đơn. Ngoài ra cái N này người ta còn suy ra được cái gì? Cái mô đun nén. Đây, tính dẻo cao này. Đấy, tính dẻo thấp. Đối với cả gì? Đất sét. Như thế nào? Đấy, trong những cái thứ người ta diễn dịch như này này, thì chúng ta thấy là chúng ta không diễn dịch ra được, hay chúng ta không suy diễn ra được về áp lực nước lỗ rỗng tại cái điểm mà chúng ta gì làm thí nghiệm SPT là bằng bao nhiêu. Đấy, rất khó đúng không? Thì đây là cái nguyên lý thí nghiệm. Đây là mặt đất đúng không? Thì từ mặt đất đây, thì từ mặt đất đến cái độ sâu thí nghiệm là đây, giả sử được ký hiệu là H. Thì bên trên này cái búa người ta kéo để nó thả rơi xuống, nó đóng xuống. Thế thì rõ ràng là với cái thí nghiệm như này thì rất khó để xác định là áp lực nước nó giống tại cái điểm mà chúng ta gì khảo sát. Đấy. Thế thì bạn Chiến, bạn Ly, với bạn Ly. Thì nguyên bạn gì phát biểu thì có một vài ý đúng, nhưng trong đó thì bạn cũng đưa ra là một cái ý là nó chưa chuẩn xác. Đó. Thế rồi, chúng ta quay lại. Thì đấy là cái nhìn chúng ta chỉ hiểu nguyên lý chung thôi. Chứ còn đi vào chi tiết như thế nào là cái búa này khối lượng là bằng bao nhiêu, chiều cao rơi tiêu chuẩn bằng bao nhiêu, thì cái đấy chúng ta không phải nhớ. Chúng ta chỉ cần nhớ là nó sẽ có chiều cao tiêu chuẩn thống nhất với nhau, búa khối lượng thống nhất với nhau. Đấy. Chứ chúng ta không phải nhớ là cái con số chiều cao rơi là bao nhiêu, búa khối lượng bao nhiêu, chúng ta không cần phải nhớ cái đấy. Đây là câu hỏi tiếp tục từ cái này. Cái này thì người ta gọi là cái trụ địa chất đây. Cái gamma 1,9 tấn trên mét khối này. Giả sử lấy không phải lớp 1 nữa mà chúng ta lấy thảo luận ở cái lớp số dưới cùng này đi.
Đấy thì mọi người cái lớp cuối cùng này thì gamma 1,93 này thì người ta làm thế nào để người ta xác định được cái gamma, hay bây giờ nói rõ hơn là gamma là cái gì mà người ta làm sao người ta xác định được cái gamma này. Có bạn nào chia sẻ không? À đấy. Gamma này là cái gì đã, sau đó là làm sao người ta xác định được. Gamma là trong lượng dương nước tự nhiên. Ừ. Đây là của cái gì? Của cái lớp đất số 3, lớp đất thứ Ở 3. lớp đất số 3 từ trên xuống đúng không? Đúng rồi, dung trọng tự nhiên. Thế về câu hỏi tiếp theo là làm sao người ta xác định được nó? Cái lớp số 3 nó ở sâu thế này. Đây là mặt đất rồi. Đấy, câu hỏi là bây giờ làm sao người ta xác định được nó? Đúng không? Nó ở sâu tít dưới này rồi. 4,1 cộng 2 thì này 6,1 mét. Đúng không? Đất này nó cứ sâu tít xuống dưới này, nên làm sao mà lại biết được nó, đúng không? Thế thì ở đây chúng ta quay lại nhìn cái mục lục của cuốn sách này. Cái phần đấy nó thuộc nội dung chương số mấy? Em vừa phát biểu em có nhớ không, nó thuộc chương số mấy ấy? Trong lượng riêng ở chương đầu tiên ạ. À, chương 1 đúng không? Này nhá, chương 1 thì nó liên quan đến này, bắt đầu chúng ta nó liên quan đến mục số 4 này. Các chỉ tiêu vật lý của đất này. Đó thì nó sẽ bao gồm mục đầu tiên là 4.1, 4.2. 4.1 là phải xác định bằng thí nghiệm. 4.2 là các chỉ tiêu vật lý khác. Thì các chỉ tiêu vật lý này ấy, là nó xác định thông qua gì? Các chỉ tiêu vật lý cơ bản. Thì cái mình vừa hỏi đây ấy, là cái gamma là dung trọng tự nhiên của đất ấy, thì nó thuộc cái nhóm là xác định bằng thí nghiệm. Đấy, cụ thể mở trang 24 ra thì biết. Đó. Thì xác định bằng thí nghiệm nhá. Thế thì chắc chắn người ta muốn xác định được nó ở đây là chúng ta đã biết là bằng thí nghiệm rồi. Nhưng mà thí nghiệm nó như thế nào? Đấy. Thì bây giờ chúng ta cái môn cơ học đất này chúng ta phải liên đới đến cả cái chương khác nữa. Hay nói một cách khác là nó phải có tư duy hệ thống trong một cái hệ thống như thế này. Nếu liên quan đến cái chương số 3 chúng ta học này, chương số 3 như chúng ta vừa nói ấy, là nó có cái thí nghiệm, giả sử thí nghiệm SPT, tức là thí nghiệm xuyên tiêu chuẩn, nó nằm ở trang 113. Đấy, thì cái ống ở đây này, ngoài cái tác dụng ở đây này, nó đóng vào đất để chúng ta đo được cái giá trị là 30 cm, thì cái ống này người ta cũng thiết kế là dùng để làm gì? Lấy cái mẫu, nó kết hợp luôn, nó có hai chức năng như thế. Không những là cái ống này xem là người ta xuyên được 30 cm chưa, mà trong cái quá trình xuyên đấy thì cái ống này cũng là cái do thí nghiệm, là thí nghiệm tiêu chuẩn. Cái từ chuẩn ở đây ấy, chuẩn ở đây là chuẩn cái gì thì chúng ta phải làm rất rõ thôi. Chứ chuẩn chung chung là không ổn. Rất nhiều thứ phải chuẩn, cái ống này là cũng phải ống chuẩn.
búa cũng phải búa chuẩn. Chuẩn cái gì? Chuẩn với khối lượng, chiều cao rơi cũng phải là chuẩn. Đấy thì cái ống này, ống lấy mẫu nó cũng chuẩn rồi. Thế trong quá trình ta đóng nó xuống để đi 30 cm thì cái mẫu đất nó chui vào trong này, đúng không? Thế nó chui vào trong này rồi thì đến lúc người ta nhấc lên thì làm sao, thì chúng ta sẽ thì có cái mẫu của cái lớp đất đấy, đúng không? Cái lớp đất nó ở sâu dưới này này, bây giờ người ta khoan xuống đây, người ta làm thí nghiệm tại vị trí này, người ta lấy mẫu ở đây, lấy xong rồi người ta kéo lên và người đem cái mẫu đó về phòng thí nghiệm. Đấy, thì giống như đây. Và người ta sẽ đem và người ta xác định nó trong phòng thí nghiệm. Thế từ một cái mẫu rồi thì làm sao xác định gamma, thì cái mục 4.3 này nó nói rất rõ. Đấy, cách xác định, à mục 4.1 này. Đấy, có cái mẫu rồi thì bây giờ người ta xác định như thế nào thì cái chương 1 này người ta nói. Thế còn cái việc lấy cái mẫu đó như thế nào thì nó lại là nằm ở chương số 3. Thì đấy là cái mà sau khi học môn cơ học đất là chúng ta phải kết nối lại với nhau. Và nó cụ thể, nó thể hiện trong thông qua cái bài tập lớn của chúng ta. Đấy. Thì cái kiến thức ở đây nó liên quan đến cả hai chương, chứ không hẳn là chỉ chương số 1. Đấy, để trả lời được câu hỏi như mình vừa hỏi ấy, là nó liên quan đến hai chương đó. Đấy, tức là nó yêu cầu cái tư duy ở đây, là tư duy nó mang tính hệ thống. Đấy, thì tiếp hỏi, tiếp tục từ cái gì? Tiếp tục hỏi từ cái chủ đề chất này, cái C, cái phi nó là cái gì? Làm sao mà xác định được nó? Có những thí nghiệm nào xác định nó? Đúng không? Cái C phi này. Đấy. Phi là góc ma sát trong. Ờ. Là lực dính ạ. À, C là lực dính đúng không? Alo, alo. Vâng ạ. À, bạn Hương à. C là lực dính đơn vị đúng không? Phi là góc ma sát trong. Thì tên là về cơ bản là không vấn đề gì rồi. Nhưng mà để hiểu nó ấy, thì em có thể nói sâu hơn một chút. Hay không phải một chút nữa mà nói sâu nữa là làm thế nào để người ta xác định được C và phi. Em có thể chia sẻ tiếp được không? Thì đấy là những cái nội dung môn cơ học đất nó cung cấp cho chúng ta. Cũng là cái việc mà chúng ta đang ôn lại cái kiến thức cơ đất đấy. Đấy, làm thế nào để xác định được C và phi bây giờ? Không biết là mọi người đi thí nghiệm thì nó có đọng lại cái hình ảnh hay là cái gì đó ấn tượng với môn thí nghiệm cơ học đất này không? Bọn em không được đi thí nghiệm ạ. Lớp mình là có chứ nhỉ? Nhưng mà nghỉ dịch xong thế nên là từ đấy giờ không được đi ạ. À, vẫn chưa học lại đúng không? Naruhodo. Thế như vậy thì do dịch là chúng ta cứ thi trước rồi thí nghiệm, thì chắc từ đây bộ môn đang có kế hoạch. Thì thầy cứ nghĩ là lớp chúng ta được đi thí nghiệm rồi. Tại vì cái lớp mà thầy đang dạy hiện tại bây giờ ấy là nó bị dính phải dịch nên là không thể đến trực tiếp làm thí nghiệm được. Thì bộ môn đang đưa ra một cái cách khác để sinh viên vẫn có cái sự trải nghiệm. Đấy, thì là bằng các cái thí nghiệm viên trong bộ môn ấy thì sẽ phải làm một cái video để cho sinh viên sẽ là xem cái đó và có khả năng là viết báo cáo.
Đấy, thế thì về mặt thí nghiệm thì chúng ta không làm trực tiếp rồi, nhưng mà về chắc hẳn trong cái môn học này ấy, thì nó đã có cái nội dung nói rất rõ về cái việc xác định C phi này rồi. Thì trong lớp ta thì có bạn nào biết không? Nếu bây giờ đi thi người ta đặt ra câu hỏi như thế thì tìm ở đâu bây giờ? Thì lại dùng cái này thôi. Cái mục lục người ta viết theo kiểu này nó là một cái dạng của biểu đồ mind map đúng không? Thì các bạn có thể viết cái biểu đồ mind map theo hình thức khác. Nó đến rất nhiều cái dạng gì khác nhau. Thì đây là một trong những dạng biểu đồ mind map. Đấy. Thì chúng ta nhìn là mình có thể xác định CP dựa trên thí nghiệm lực cắt ạ. Dựa trên thí nghiệm lực cắt. Không hẳn. Đây nha. Nó nằm ở đây này. Nó nằm ở cái mục số 3 của chương số 2 này. Tính chống cắt của đất. Đấy. Thì cái chỉ tiêu C và phi này là nó thể hiện cái tính chống cắt của đất. Hay người ta dùng cái từ khác là sức chống cắt của đất. Hay người ta dùng cái từ khác là sức kháng cắt của đất. Thế thì trong cái này người ta có cái mục này, thí nghiệm xác định cái đặc trưng chống cắt của đất. Tức là đi xác định C và phi. Đấy, thì cái thí nghiệm mà đi xác định C và phi này, xác định sức chống cắt của đất ấy, thì người ta phải cắt cái mẫu đất để người ta xem là nó chịu được bao nhiêu, từ đó thì người ta tìm ra C phi. Thì thí nghiệm cắt này nó bao gồm hai thí nghiệm ở mục 3.5 và mục 3.6. Đấy, đi thi 100% là sẽ có, và hai cái này nó đều có ví dụ thầy viết ở đây rồi. Chương số 3 này, nó nằm ở đâu đó ở đây này. Khả năng là các ví dụ này. Giả sử nhé, trang 92 này. Ví dụ gì đây? Ví dụ 2.8. À, nằm 2.8 và ví dụ 2.9. Nói 2.9 nó nằm ở trang bao nhiêu? Trang 95. Đấy, thì đi thi chắc chắn sẽ có. Vấn đề là bây giờ trong cái slide thầy up lên đấy, trong cái tài liệu thầy up lên thì có phần tính tay. Nhưng mà trong sách này là người ta tính ra C phi một cách rất là nhanh chóng, là bởi vì người ta cũng không thể hiện cái cách tìm nó như thế nào. Tại vì bây giờ người ta dùng máy tính là tìm nhanh hơn. Thế nhưng mà đi thi là chúng ta sẽ phải làm tay. Thế nên là các bạn khi làm ví dụ 2.8 và 2.9 thì cần lưu ý là các bạn phải tính được bằng tay. Đó. Thế rồi thì trong cái số, trong cái này thì cái E này, E0 này cũng thế. Thì bây giờ chúng ta quay lại người ta tìm như thế nào. Cái QC này là cái gì? Thì cái cách đọc đặt câu hỏi để phục vụ cho việc chúng ta ôn tập là chúng ta sẽ làm một cách tương tự. Đấy. Cái E0 này là cái gì? Nó dùng để làm gì? Làm sao xác định được nó? Nó thì một cách tương tự là các bạn đặt câu hỏi là nó là cái gì, xác định nó như thế nào cho tất cả những cái thông số mà các bạn thể hiện ở trụ địa chất này. Đó là cái cách mà các bạn ôn tập cái môn học này. Đấy, thì thầy đã làm mẫu cho một vài cái mẫu ví dụ rồi và chỉ ra là cái lời giải cụ thể rồi. Đấy, thì một cách tương tự là các bạn sẽ làm cho các cái thông số khác. Đấy, thế thì chúng sẽ chuyển sang cái phần tiếp theo. Cái phần này liên quan trực tiếp đến môn nền móng của các bạn vừa học xong. Thế thì
đang nghỉ giải lao một chút nhé. Đến khoảng 4:25 chúng ta quay lại. Em với thầy một lát nữa, thầy chữa mấy câu trong cái gì thử không ạ? Ờ, tí thử xem, không biết là thầy có làm được không nữa. Rồi thì chúng ta tí nữa chúng ta đi tiếp, chúng ta còn 2 buổi nữa thì phải đúng không? Vâng ạ. Rồi, thế cứ nghỉ giải lao thôi đã. Hello, nè. Hello. Nguyễn Long Bình nhỉ? Các bạn nghe rõ không nhỉ? Có. Sợ các bạn ôn tập này thì là cái trường hợp hiếm ấy, tại vì từ trước đến nay là chưa có lớp nào mà ôn tập đến tận 4 buổi như này cả. Đợt này Covid ở nhà trường cho ôn tập nhiều quá, sợ các bạn nghĩ là thừa ấy. Thế cho em hỏi là nội dung ôn thi có chức năng không ạ? Nội dung gì? Nội dung ôn thi ạ? Để em thì làm sao nhỉ? Thì có ôn không ạ? Nội dung ôn thi làm sao nhỉ? Em nói to một chút được không? Thế cho em hỏi là có ôn chương 5 không ấy ạ? Vì em thấy chương 5 là chương ôn đọc thêm ấy ạ. Thì em không biết là trong đề thi có chương 5 không? Quên không bật mic. Quên lúc ấy là thầy chưa bật mic. Sorry.
Đó thì là chương 5 này là chắc 100% là chúng ta thi vào. Thì cái phần lún ấy thì độ lún theo thời gian đấy, thì cái chương 4 này thì chúng ta sẽ đa phần là chúng ta sẽ không 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 tập trung vào cái phần lún phức tạp như này, chúng ta sẽ làm cái lún ở cái chương số 2 là cái thí nghiệm cố kết thấm ở trang 70 đây này. Đó. Đấy, mình có cái ví dụ ở cuối, ví dụ 2.5 thầy cũng ghi ra ở đây rồi. Ví dụ 2.5 trang 74 này. Đó. Thì các bạn về các bạn đọc cái hình này ra, các bạn vẽ hình ra thì sau đó các bạn đọc lời giải thì là nó sẽ rõ thôi. Đó thì chúng ta xem nốt cái bài tập lớn rồi đó, xem một vài câu hỏi hôm qua các bạn đã làm. Thì bài tập lớn tiếp tục này. Thì đây thì giả xem có cái vấn đề gì không. Đây là cái này P trong ngoặc vuông này. P tiếp xúc này là cái gì là các bạn cũng nắm được hết rồi. P min ở đây là cái dấu, ở đây là dấu không đúng, đúng không? Không thống nhất. Đây là cái tính lún này, trong cái bài tập lớn nó có hết này, phần tính lún này. Ứng suất bên này nó có tên là gì? Ứng suất bên này có tên là gì? Tính như thế nào? Nó do cái gì gây ra? Thì bây giờ cái này là dùng vào mục đích là đầu tiên là tính như thế nào? Đấy, cái tiếp theo là dùng vào cái việc gì? Trong cái bài tập lớn này, cái này cũng thế, là do cái gì nó gây ra, dùng vào việc gì đấy, thì những cái thứ đấy là các bạn mở ra các bạn xem lại các bạn hiểu thôi. Cái e không nó xuất hiện ở đây đó. Đấy thì cái này là nó y đúc như đồ án của bạn đang làm rồi, thì đây là một cái lợi thế mà khi chúng ta quay lại chúng ta đi thi môn cơ học đất sẽ thấy nó rất liên quan đến môn nền móng. Thì về cái phần này thì các bạn có hỏi gì thêm nữa không? Sau đó chúng ta sẽ chuyển sang cái phần cái bài tập mà các bạn lần buổi trước thì các bạn tự làm đấy, thì online mẫu ấy. Có bạn nào có hỏi gì không? Thì chúng ta chuyển sang cái phần thi online lần trước mà lớp làm nhé. Alo, Vâng. alo. Thì xem các bạn có hỏi gì không? Các cái buổi sau ấy mà các bạn có thể tự ôn tập được ấy, thì chúng ta toàn là chúng ta cũng có thể là không không cần lên lớp nữa cũng được. Thì hoặc là chỉ thảo luận trong khoảng 30 phút thôi. Thì chúng ta cũng không không cần là làm hết cả 3 tiết. Thế thì bây giờ chúng ta sẽ đi vào đây.
Nay là ngày 29 thì để ngày 30 đi. Không cho phép truy cập from. Đó, thì bây giờ là mọi người có thể vào trải nghiệm được rồi. Sẽ yêu cầu rồi. Yêu cầu là cho phép dùng camera này, trải nghiệm cư đất 63KT3. Khẩu chưa đúng. Trải nghiệm cư đất 63KT3. Không cho paste. Rồi, thế các bạn hỏi câu hỏi nào nhỉ? Thầy chữa câu 6 đi. Câu 6 à? Câu 6 thì mình phải next nữa. Câu 5, câu 6. À, chính là cái ví dụ mình vừa nói đấy, đúng không? Trang số 74 à? Này, ví dụ 2.5 đây này, trang số 74 này, vừa nói xong, trang số 5, trang đây nhá, trang 74 đây này, đó, thì bây giờ câu số 6 nhá, thì nó liên quan đến gì, độ lún theo thời gian. Bạn nào vừa hỏi thầy câu số 6 nhỉ, bạn Duy Anh hay bạn gì nhỉ? Phòng ạ. Quốc phòng. Câu số 6 này thường thường là cũng là câu các bạn, nhiều bạn không làm được đấy. Thầy đánh nhầm tên rồi đấy. Thanh Phong. Quốc phòng ạ. Ừ. Ok, thế bây giờ nhá, người ta bảo là đọc cái chữ này ra thì chúng ta thường ôn tập thì chúng ta sẽ vẽ hình ra thôi. Cái hình ra đây cũng được, không cần vào kia. Đây có mục draw này, mặt đất đây đúng không? Rồi đây, đọc tiếp một chút này. Một đất đất sét dày 4 mét có hệ số cố kết CV. Bên trên và bên dưới cái lớp đất sét này ấy, là những lớp cát vừa, thời gian để lớp đất đó cố kết được 90% là bao nhiêu năm? Đó. Thế là đọc cái đề này cái chúng ta vẽ ra được ngay. Chỗ này thì là không cần có mặt đất nữa. Ra đi. Không quan tâm với mặt đất. Mà chỉ biết là bây giờ có một cái lớp đất sét dày là bao nhiêu, 4 mét. Đó. Bên trên và bên dưới cái lớp đất này là cái lớp cát vừa. Đây là lớp đất sét. Được chưa? Đây là cát. Cát. Đấy.
Thì bây giờ người ta hỏi người ta cho cái gì? Lớp xét này người ta cho cái gì đây? Hệ số cấu kết. Đây này. Cái CV này. Người ta cho CV này. Hệ số cấu kết được tính này, người ta cho CV cho trước rồi. Đề thi rất dễ. Cái này có CV là bằng bao nhiêu? 0,8 này. Mét vuông trên gì? Trên 5. Chúng ta chú ý. 0,8 mét vuông trên 5. Rồi. Thế bây giờ người ta hỏi cái gì? Thời gian để đạt được cố kết. Đấy, đạt được lớp đất đó cố kết được 90% là bằng bao nhiêu? Thì tức là gì? Cố kết 90% tức là cái U này nó bằng 90%. Cái này có khả năng là các bạn quên. Đấy. Thì bây giờ cái T nó bằng bao nhiêu? Đấy thì thầy đoán ngay là các cái hệ thông tin, các cái thông số này là các bạn chưa nắm được vững. Tại sao người ta không ghi U bằng 90% mà cái đề người ta lại ghi là gì? Cố kết được 90%. Đấy, cái này là một cái mà đòi hỏi chúng ta phải hiểu bài thì chúng ta mới chuyển ra được. Đúng không? Bạn Thanh Phong. Vâng. Ở đây bây giờ sau viết cái này rồi nhá thì tí thầy sẽ quay lại giải thích kỹ từng cái thông số này. Thế bây giờ cứ đi vào trả lời đi đã. Thì tức là gì? U bằng 90% thì cần thời gian là bao nhiêu? Đây này. Chúng ta sẽ có cái công thức này. Chúng ta nhìn thấy CV người ta cho rồi. U nhé. Đây này. Công thức mà chúng ta sẽ sử dụng. Nó liên quan đến này. Nghĩa là từ U chúng ta sẽ tính ra được TV. Được chưa? Chúng ta biết U, chúng ta suy ra được TV đúng không? U biết rồi, U bằng 0,9. 90% tức là 0,9. Đấy. Để tí nữa thầy sẽ xác nhận lại một chút, nhưng mà về cái đường lối nhá, chúng ta nói về đường lối trước. Con số cụ thể chưa sao? Cái cách giải trước. U phụ thuộc vào TV thì U bằng 0,9 thì chúng ta suy ra được TV. TV biết rồi. CV chúng ta cũng biết rồi. H là cái gì? H là cái không phải là bề dày đâu. H trong trường hợp này là bằng H trên 2. H ở đây do là cái điều kiện của nó. Cát cát thì nước nó có thể thoát ra được hai phía. Đấy, nên cái H nhỏ trong công thức ấy, nó bằng 4 chia 2. 4 là 4 mét này. Và bằng 2 mét. Rồi thoát nước ra hai bên. Thì tí nữa thầy sẽ quay lại là thảo luận chi tiết sau. Thế cứ tạm thời H bằng 2 mét. Đấy, thì bây giờ là chúng ta biết U. U chúng ta sẽ tính ra là TV. Từ TV chúng ta sẽ tính ra được cái gì? Ra được T. Đó. Thế cụ thể là như thế nào? Đây. Cái này có thể là công thức này với trường hợp mà thoát nước hai chiều ấy. Thì công thức này thầy sẽ kiểm lại. Đợi một chút, thầy sẽ mở lại cái mục số 4 mà nó nói mọi người là không cần để ý này, trang 180 này. Này độ lún theo thời gian đúng không? Nước mà chúng ta thoát ra hai chiều này thì cái chiều dài đường thoát nước ấy nó chỉ bằng một nửa
cái chiều dày của lớp đó thôi. Đó. Thế thì ở đây, đợi một chút. Dự báo độ lún cho thời gian. Cái hàm UV này nó vẫn vậy nhỉ? Trong sách này. Rồi, về cơ bản đây nhá. Rồi, được rồi. Sơ đồ cấu kết trọng lượng bản thân. Sơ đồ không. Rồi. Ok rồi, thầy xác nhận lại rồi. Thì bây giờ chúng ta sẽ có công thức này. Đó, công thức đây. Đấy, từ U tính ra, biết U chúng ta tính được TV. Thế bây giờ chúng ta tính T như thế nào? CV chúng ta biết rồi, TV chúng ta biết rồi đúng không? Thì chúng ta H chúng ta biết rồi. Thì đó chúng ta tính được cái T nhỏ này thôi, là chính là cái thời gian đấy. Đấy, tức là ở đây chúng ta biết UV rồi, thì từ đấy chúng ta suy ra TV. Thì biết được TV, biết được CV rồi thì chúng ta sẽ suy ra được T. Đấy, và H ở đây do nó thoát nước, ở đây là lớp cát, ở đây là lớp cát nên nó thoát ra hai phía. Hai phía như này thì cái chiều dài cái đường thoát nước này nó sẽ bằng một nửa cái chiều dày của lớp đất đó. Đấy. Thế thì cái về mặt đường lối là mọi người không có vấn đề gì rồi đúng không? Thì câu 6 này là hoàn toàn có thể trả lời được. Tìm tính ra một con số cụ thể xem nó là A, B, C hay D. Thì chú ý là đừng có nhầm đơn vị. Đó. Tại đơn vị ở đây lúc thì là 5. Thì trong ví dụ này thì nó lại đơn vị nó là giây. Một năm nó bằng bao nhiêu giây là chúng ta phải quy đổi nó ra. Đây này. Đấy, cái giây ở đây là chúng ta phải chú ý. Đơn vị. Đấy, thì cái này mà để đi thi được nhanh ấy, là ở nhà chúng ta phải thực hành trước. Chứ chúng ta mà hiểu đường lối rồi ấy, xong rồi cứ kệ nó không thực hành ấy, đến lúc vào bài thi là mất rất nhiều thời gian. Đấy, thì muốn được điểm cao là ở nhà phải thực hành, không những hiểu về đường lối mà chúng ta phải đi cận vào cả cụ thể, giải cụ thể ra nữa, đi vào chi tiết để thuận nó thành thục đi thì đi thi nó sẽ rất là nhanh. Đấy. Thế thì bây giờ quay lại những cái kiến thức ở đây thì bây giờ chúng ta sẽ có cái kiến thức, cái thuật ngữ mà có thể là các bạn học lâu rồi chúng ta sẽ quên. Đầu tiên là gì? Thời gian để lớp đất đó cố kết được 90%. Đấy. Vậy cái từ cố kết ở đây chúng ta hiểu là như thế nào? Đây nhá. Thế thì bây giờ chúng ta quay lại. 90% lỗi thầy ghi là U đúng không? U bằng 90% tức là 0,9 này. Thì chúng ta xem cái U người ta định nghĩa nó là cái gì? U đây. À đấy. U đây, người ta ghi rất rõ ở trong này rồi. Đấy, tỷ số giữa độ lún tại thời điểm T và độ lún ở cái thời điểm vô cùng ấy.
thì được gọi là độ cố kết của nền tại thời điểm T, và ký hiệu là UT hay ký hiệu là U thôi. Đấy, U sẽ bằng gì? ST chia S vô cùng. Thế tức là gì? ST là chúng ta hiểu như thế nào? Cái lớp đất của chúng ta ở đây nhá, nó bao gồm lớp cát, lớp sét và lớp cát ở bên dưới. Thế thì với cái lớp đất này mà nó có chứa nước ấy, tức là nó bão hòa ấy, thì dưới tác dụng của tải trọng thì nó sẽ xuất hiện những cái dòng thấm, đúng không? Tác dụng của tải trọng ở bên trên này này, tải trọng bên trên chúng ta ra tải ở bên trên này xuống đấy, quy đi chẳng hạn, thì cái nước này nó sẽ thoát dần ra khỏi cái nền đất này. Thì với những cái lớp đất cát ấy, thì người ta quan niệm là gì? Dưới tác dụng tải trọng thì nước nó thoát ngay lập tức. Đấy, nên là cát người ta hay dùng thoát nước, tại vì cái tính chất thoát nước của nó là rất là nhanh. Nhưng với đất sét này, nước nó không phải thoát ra ngay lập tức, mà nó cần thời gian để nó thoát ra. Thì nước thoát ra khỏi nền thì nó sẽ hình thành ra cái dòng gì? Dòng thấm. Đó. Thì chính vì là cái lớp đất sét này này, là nước nó không thoát ra ngay lập tức và nó cần thời gian để nó thoát ra khỏi cái lớp đất sét này. Thế nên là nó xuất hiện cái thuật ngữ là lún theo thời gian. Đấy, tức là gì? Dưới tác dụng của tải trọng này thì sau 1 ngày thì nó lún giả sử được 1 cm. Sau 2 ngày thì nó lại tăng lên, nó lún được là 2 cm. Đấy. Nó cứ lún dần, lún dần, lún dần. Thế thì tại cái thời điểm vô cùng ấy, tức là cái độ lún của nó người ta ký hiệu là S vô cùng, thì cái giá trị này là cái giá trị lớn nhất mà cái nền đất này nó có thể gì đạt được. Tức là đến cái lúc đấy rồi là nó không lún được nữa, nó lún hết rồi. Đó, nó không phát triển lún nữa. Đấy, thế thì nó mới xuất hiện ra cái gì? Nó mới xuất hiện ra cái S vô cùng và cái giá trị là ST. Đấy, mọi người bắt đầu là hiểu là độ lún tại thời gian là như vậy, độ lún tại thời điểm vô cùng là như vậy. Thế thì khi hiểu hai cái tử số và mẫu số này rồi, thì chúng ta sẽ hiểu cái giá trị của UT. Đấy, giả sử là cái độ lún với cái nền đất như đề bài cho lớp cát, lớp sét, lớp cát này, thì độ lún vô cùng nó giả sử như là độ lún lớn nhất là giả sử nó lún được là 10 cm. Thế thì sau giả sử là 1 năm thì nó đã lún được là 8 cm rồi. Thế như vậy là ST bằng 8 và S vô cùng bằng 10. Vậy thì UT sẽ bằng là bao nhiêu? 8 chia 10 0,8. Tức là bằng 80%. Tức là gì? Cái độ lún theo thời gian nó đạt được là 80% cái độ lún tổng rồi. Đấy. Thì cái tỷ số này người ta dùng cái từ là độ cố kết, tức là nó cố kết được 80% rồi. Đấy, mọi người hiểu cái phương trình 2.29A chưa? Cái tỷ số này chưa? Đấy, đầu tiên phải hiểu tử số là gì, mẫu số là gì. Sau đó cho giá trị của tỷ số bằng 8 cm, giá trị của mẫu số là 10 cm. Thì từ đấy là chúng ta sẽ hiểu cái thuật ngữ là cố kết được 90%. Tức là ý muốn nói ở đây là thay cái từ cố kết, tức là lún được 90%. Đấy, nói một cách đơn giản như thế. Cái cố kết chúng ta hiểu đơn giản là lún. Nó lún được 90%. Thế tức là gì? Cái ST này nó bằng 90% của cái S vô cùng. Thì người ta gọi là cái từ là cố kết được 90%. Đấy, thì ở bài này thì chỉ có cái vấn đề là câu hỏi đó thôi, thuật ngữ thôi, thuần túy về thuật ngữ thôi. Đấy, thì cái hệ số cố kết thì người ta ký hiệu là CV rồi. Người ta đặt cái hệ số CV ở đây này, trong phương trình 2.23, 2.24 này, người ta gọi là hệ số cố kết. Đấy, như vậy thì chắc hẳn tất cả mọi người thì đều có thể trả lời được câu hỏi thứ 6 này rồi.
Một cái lưu ý nữa ở đây này, bên dưới thì các bạn đọc nữa. Cái sơ đồ tính U phụ thuộc theo TV thì cái ở bên trên này, cái công thức này chúng ta sẽ có ở đây. Ở đây người ta ghi này, sơ đồ 1 này, tương ứng là người ta ghi ký hiệu là U1. Sơ đồ 2 tương ứng là ký hiệu là U2. Sau đó cái bảng ở đây, bảng 2.2 này, chúng ta sẽ có cái giá trị U1, U2 tương ứng, đúng không? Thế như vậy cái U0 này nghĩa là gì? Cái U0 này chính là cái phương trình mà thầy vừa copy ấy. Nó đây này. Đấy, đây chính là U0. Ừ. Thì trong này của chúng ta là sơ đồ là U0, là bởi vì cái tải trọng ở bên trên thì có một lớp cáp, dưới này có một lớp cáp, tức là cái lớp sét này nó bị xen kẹp. Thì tức là lớp cáp mà chúng ta quy đổi ra thì tính chính là tải trọng P này. Thế còn trong trường hợp 1 này này, thì cái lớp sét này nó nằm luôn từ trên mặt đất xuống. Đó. Thế còn trong trường hợp này thì lớp sét nó chịu bởi cái tải trọng trên một cái diện phạm vi nào đó thôi, chứ không phải là toàn bộ mặt đất, thì tương ứng với sơ đồ 2. Đấy, chúng ta cần chú ý cái lớp mà chúng ta đang xem xét là cái lớp có chiều dày H này thôi, là nó nằm ở vị trí nào, thì chúng ta sẽ tìm cái giá trị, cái phương trình U tương ứng. Đó. Thế các bạn có hỏi gì liên quan đến câu hỏi số 6 này nữa không? Thưa thầy, tại sao mình lại chia đôi hát ạ? Khi mà mình tính ạ? À, thì cái hát ở trong công thức á, thì người ta gọi là gì? Cái hát người ta gọi là chiều dài dòng thấm. Thế còn cái hát mà người ta cho gì? Cho ở trong chiều dày này nghĩa là gì? Chiều dày của lớp đất. Đây nhá, quay lại xong sách nhá. Chúng ta chỗ này chúng ta đọc, chúng ta phải chú ý. Đấy, chỗ này là chỗ hay nhầm đấy. Câu hỏi của các em là hoàn toàn là rất là xác đáng. Đây là chỗ nào nhỉ? Chỗ nào trong sách nói nhỉ? Với cái trường hợp sơ đồ này nhá, thì bên dưới này nó đây là lớp đá. Người ta gạch gạch đây. Cái lớp này là lớp đá. Đấy, đây là lớp cát. Cát để đây. Thế thì cái dòng thấm nó chỉ đi lên trên này thôi, nó không chui xuống dưới được, do nó gặp lớp đá không thấm. Thế nên là gì? Cái chiều dày của lớp đất này nó bằng với cả chiều dài dày của dòng thấm. Chiều dài của dòng thấm. Đấy, thì trong trường hợp của chúng ta ở đây này, lớp cát ở đây, lớp cát ở đây, lớp sét thì nó xen kẹp ở giữa. Thế thì cái chiều dày 4 mét này này, thì dòng thấm ở đây người ta sẽ chia đôi. Đó, thì trong công thức nó là như vậy. Cái này chúng ta phải đọc kỹ đấy, hay nhầm cái này lắm. Đợi chút, như này. Rồi, thì khả năng nó nằm ở mục chương số 5 này. Trang 180. Đâu này, trong này thì người ta có nói đây này. Xen kẹp giả sử cái trường hợp sơ đồ C này, nhưng mà cái tải trọng nó hơi khác đi nhé. Nhưng mà trong tất cả các sơ đồ người ta liệt kê ra A, B, C, D ở đây này, thì người ta đều nói đến là cái lớp đất mà chúng ta đang xem xét ấy là trong phạm vi nào. Đây là nó trong phạm vi đây thôi. Ừ. Thì nó thoát nước ra hai phía, thì cái chiều dài của dòng thấm ấy là người ta chỉ tính là bằng một nửa cái chiều dày của lớp đất đó thôi. Đấy, thì về là các bạn đọc kỹ lại cái phần này một chút. Không, mà cái phần này là phần cũng rất dễ hay nhầm. Ok, các bạn có hỏi gì nữa không nhỉ?
Để chữa câu 17 đi ạ. Câu 17 để xem nào. Xem qua một chút. Độ sâu đáy móng, ứng suất trước khi, ứng suất sau khi. Câu 17 này hình như là chắc là trong lớp chúng ta phải có một người làm được rồi chứ nhỉ? Ít nhất là phải có một người làm được rồi. Có ai đã làm được chưa nhỉ? Có bạn nào làm được chưa câu 17 á? Làm nhưng mà không chắc đấy ạ. À, làm không chắc. Đây, nó đây. Hình như đây thì phải. Trang 173 này. Thì chúng ta đọc thôi. Đây là một công thức nhá. Công thức này nó lặp lại ở đâu? Vì đây nó ở đây này. Delta sigma là cái gì? Thì bây giờ là chúng ta đọc là chủ yếu là các bạn hiểu rồi, nhưng mà đúng như không chắc là nguyên nhân là chúng ta không hiểu rõ các cái thành phần ở trong cái công thức này. MV người ta cho rồi đúng không? Delta sigma y, HI. HI, MV người ta cho rồi. HI chúng ta đuổi nó bằng 0,6 ở đây đúng không? Đấy, thì vấn đề còn lại là cái delta sigma nó bằng bao nhiêu thôi. Thì delta sigma là cái gì? Chính là cái mà các bạn đang làm đồ án nền móng đấy. Hoặc là cái môn đây này. Các bạn làm tính ở trong này rồi đây này. Nó có cái delta sigma ở đây. Sigma gây lún. Đấy, thì cái delta sigma ở đây là cái phần so với cả cái giá trị sigma gây lún này, nó giống và khác nhau thế nào? Nó chính là 1 đấy. Thì nhưng mà chúng ta cần chú ý đây. Ứng suất trước khi có công trình. Thì bây giờ công thức bây giờ trước khi có công trình nhé. Đây. Trước khi có công trình có ứng suất là sigma 1, sau khi công trình là ứng suất sigma 2. Như vậy cái lượng gây lún là cái lượng nào? Trước khi có công trình coi là đất không lún rồi đúng không? Sau khi có công trình nó không gây lún. Thế như vậy cái lượng mà gây lún là cái lượng tăng thêm. Đúng không? Tại bản thân sigma 1 người ta có coi là lún đâu. Nền đất mà chưa xây dựng công trình mặc dù nó vẫn chịu gì tải trọng bản thân, thế nhưng mà nó không lún, người ta không gọi là lún. Nó chỉ lún khi bắt đầu chúng ta có những can thiệp vào cái nền đất nguyên trạng nó thôi, cụ thể là chúng ta đặt công trình lên trên. Thế như vậy cái phần mà gây lún là cái phần nào? Cái phần gia tăng. Đấy, thì cái này là cái mà chúng ta phải sau khi có công trình, tức là tại một cái phân tố đó là chúng ta sẽ phải chú ý cái thuật ngữ này. Thế thì người ta cho giá trị đầu phân tố và gì cuối phân tố. Thì khi tính toán ở đây các bạn thấy ở đâu? Các bạn cũng có này, lớp phân tố dày đây này. Sigma gì ở đây đây? Chính là trong đồ án nền móng các bạn tính đấy. Thì đây cũng là một câu hỏi đồ án nền móng. Thì người ta cho tại đầu và tại cuối, thì bây giờ khi tính các bạn thấy ở đâu? Tính ở giữa đúng không? Đấy, thì công là có rồi. Giải thích thuật ngữ này đã xong. Ok, có trao đổi gì nữa không các em với câu 17 này? Bạn nữ hiểu chưa nhỉ? Alo alo.
chạy không. Nhưng mà nếu mà nó cho mình hai ứng suất như thế thì khi mình tính cái delta delta ứng suất thì mình có chia đôi không ạ? Mình tính trung bình ấy. Mình tính ở giữa đúng không thì đây là sẽ có hai điểm vẽ ra, em cầm bút em vẽ ra cơ, điểm tại không đây đúng không, và cái điểm đây là bao nhiêu, 0.6, thì đây em vẽ một cái trục ra, điểm tại đây giá trị bằng gần này, điểm đây giá trị bằng gần này, thì khi tính phân tố nó đây mà, thì em phải xác định là gì, tính ở giữa lớp phân tố. Đấy, đồ án nền móng ấy, câu này mà không vào hỏi đồ án nền móng là không trả lời được, là cũng bị đánh giá kém. Tại làm rồi nhưng mà không hiểu, tức là đi copy. Rồi, thế thì các cái câu hỏi tiếp thì các em cứ xem xét nhé. Thì buổi tới thì chúng ta sẽ thảo luận tiếp. Và có một cái phần như nói ở trên này, chính cái nửa cuối chương 6 này, thầy sẽ phải làm lại này. Và cái chương 7 này, đó, hai phần này nó không nằm trong bài tập lớn và nó cũng không nằm trong đồ án nên là rất khả năng là các bạn quên nhiều. Thì thầy sẽ tập trung vào cái phần hai cái phần này. Đấy, còn bài tập lớn này là các bạn phải đảm bảo, tại vì nó lặp lại trong đồ án nền móng rồi thì thầy sẽ không nhắc lại nhiều. Thì hôm nay là hai câu hỏi của các bạn ấy, thì cái câu hỏi đầu tiên bạn Nam hỏi ấy, bạn Phong đấy, thì là nó rất xác đáng. Đấy, thì câu hỏi 17 này là câu hỏi thuần túy ở trong đồ án nền móng cũng như là trong bài tập lớp. Thế thì chúng ta dừng ở đây nhá. Hẹn gặp lại các bạn, cứ có cái gì các bạn memo, take note lại, chúng ta sẽ trao đổi tiếp vào các buổi học tới. Bye bye các bạn. Chào thầy ạ. Ừ.